Xin chào các em. Ngày hôm nay tiếp tục tôi sẽ hướng dẫn các em rèn kỹ năng giải tuần đố bằng cách lập phương trình nhé các em. Hầu hết cái phương trình ở đây là một ẩn các em, phương trình là một ẩn, nhưng mà sau này các em nếu mà các em giải tuần đố bằng một ẩn được thì các em chuyển qua hai ẩn nha. Và dạng bài tập ngày hôm nay là liên quan đến năng suất, sản lượng và thời gian nha. Bài ngày hôm nay mình sẽ luyện khoảng 5 bài nha. Mà trong tuyển sinh của lớp 10 á, là các em là tất cả đây là đề tuyển sinh lớp 10 hết nha. Đây là video như là video thứ hai tôi nói về phần này đó, ha, và tôi sẽ làm thêm một video thứ hai về cũng nói về năng suất, sản lượng, thời gian và của đề thi năm 2021-22 các em nha. Đó, vậy thì các em quan sát được bài tập tôi sẽ hướng dẫn các em nha. Quan sát cho câu số 1 nhé các em. Một đội xe vận tải được phân công chở 180 tấn hàng, 112 tấn hàng các em, 110 tấn hàng. Trước khởi hành có hai xe đi làm nhiệm vụ khác. Wow. Vậy thì ở đây cái dạng bài tập này sẽ có hai dạng. Một là sẽ điều xe đến nhiều hơn, hai là bớt xe đi. Đó, các em nhớ nha, khi điều xe đến nhiều hơn thì mỗi xe chở ít hơn lúc đầu. Nhớ nha. Và khi em bớt xe đi, đó bớt xe đi, đó bớt xe đi có nghĩa là đến lúc này hai xe đi làm nhiệm vụ khác thì chắc ăn mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn, đúng không? Đó. Vậy thì ở đây xe phải làm đi nhiệm vụ khác nên mỗi xe còn lại phải chở thêm 1 tấn nữa. Có nghĩa là mỗi xe lúc sau chở nhiều hơn lúc đầu 1 tấn. À, vậy thì so với dự tính này dự định nha. Rồi, tính số xe ban đầu của đội xe, biết rằng đội xe mỗi xe đều chở khối lượng hàng như nhau nha. Rồi ở đây các em, ở đây tôi trước tiên trước khi các em làm á, tôi sẽ cho các em một cái sơ đồ để cho các em dễ nhìn nha. Ở đây có 3 yếu tố các em cần nhớ trước khi làm bài thì em phải cần phải nhớ nè. Nhớ công thức tổng quát của nó là gì? Sản lượng luôn luôn bằng năng suất nhân cho thời gian. Nhưng mà trong đây là thời gian chính là gì em biết không? Muốn tính sản lượng số tấn hàng chở được á thì lấy năng suất mỗi xe nhân cho số xe. Nhà đây là số xe. Đó, công thức là gốc là sản lượng bằng năng suất nhân thời gian. Còn nhưng mà đối với chở hàng thì sản lượng chở được là số tấn hàng chở được thì bằng năng suất mỗi xe chở nhân cho số xe thì ra số lượng hay là sản lượng chở được nha. Vậy ở đây các em lập cho tôi 3 yếu tố. Thứ nhất là sản lượng. Đúng không? Năng suất này, thời gian đây chính là số xe. Các em cứ vậy thì các em cứ vẽ cái sơ đồ ra nè. Số xe hay chính là thời gian nha. Còn trên này là dự định. Còn dưới này là gì? Là thực tế các em. Các em vẽ sơ đồ này ra nha. Cũng rất là đơn giản thôi, không có lo lắng gì, cứ bình thường các em. Tôi sẽ hướng dẫn các em hoàn làm bằng chuyện bài này rất là dễ dàng luôn nha. Em vẽ ra. Đang chơi các em. Đó. Đó, em vẽ cái sơ đồ ra ha. Rồi giờ tôi sẽ hướng dẫn làm hoàn chỉnh cho các em này nha, làm như thế nào. Em quan sát nè. Rồi. Một đội xe vận tải được phân công chở 112 tấn hàng, dự định có nghĩa là 112 tấn. Thực tế có một cái dạng bài tập sau này nè các em. Có trường hợp là xe điều đến nhiều hơn rồi giao lượng hàng thêm thì phải cộng vô nha. Còn cái bài tập này em đọc lên không có giao thêm lượng hàng nào nữa. Đó, vậy vẫn là thực tế vẫn chở 112 tấn. Rồi, năng suất. Rồi, giờ người ta nói nè, yêu cầu tính số xe đúng không các em? Đó, số xe nè, số xe lúc ban đầu của đội xe là nhiêu là dự định á, lúc đầu á nha. Mình sẽ đặt là gì các em? Mình gọi là x nha, là x nè. Mình gọi là x, đúng không? Đáng lẽ số xe đưa lên trên năng suất dưới là nó đẹp hơn, nó lập dễ hơn, nhưng mà không sao hết. Số xe là x, lúc đầu là x, lúc sau các em khi chở khi trước khi giờ hành có hai xe đi làm nhiệm vụ khác. Vậy có nghĩa là thực tế khi làm á, số xe giảm đi hai chiếc. Vậy là thực tế số xe nào lúc này là thực tế là trừ đi hai. Rồi, em thấy không? Vậy từ đây, còn đại lượng gì chưa biểu diễn các em? Đại lượng chưa biểu diễn là năng suất. Đúng không? Đại lượng chưa biểu diễn chính là năng suất. Đây, cái này quan trọng để mẫu bài này. Rồi, mà năng suất là bằng cái gì? Em từ đây em suy ra công thức này. Từ đây suy ra năng suất bằng cái gì? Năng suất thì bằng sản lượng chia cho số xe. Đây, số xe. Là năng suất mỗi xe được nè. Đây nè, năng suất nè, nhân là chuyển qua đây nè, chia bằng sản lượng chia số xe. Vậy sản lượng ở đây là nhiêu đây? 112. Chia chỗ xe là gì? Là x.
Em hiểu không? Đó, có nghĩa là năng suất mỗi xe là mỗi hay là mỗi xe chở được đó là 112 triệu lít. Rồi, đó là dự định. Rồi, thực tế nè, nó chở phải giờ là 112 trên x trừ đi 2. Và cái mấu chốt đây chính để lập phương trình cái này. Đây. À. Vậy thì nè, vì thế người ta nói là mỗi xe lúc sau nè, đó năng suất mỗi xe lúc sau nè, chở nhiều hơn lúc đầu, đúng không? Phải chở thêm có nghĩa là phải chở nhiều hơn lúc đầu 1 tấn. Có nghĩa là lúc này em sẽ lập được cái phương trình rất đơn giản. Lập được phương trình là gì? Là mỗi xe lúc sau chở nhiều hơn lúc đầu, có nghĩa là đây, mỗi xe lúc sau chở nhiều hơn nè, đây, lúc sau nè, chở nhiều hơn lúc đầu nè. Sao biết? Phải lấy năng suất thực tế trừ đi năng suất dự định. Đúng không? Vậy thì em sẽ lập được phương trình là 112 trên x gì các em? X trừ 2 trừ đi 112 trên x thì bằng mấy các em? Bằng 1. Ok, em giải phương trình này hoàn chỉnh bài. Em hiểu ý nó nói chưa? Đó. Rồi, em vẽ sơ đồ vô rồi hoàn chỉnh bài này cho tôi nha. Rồi, có sơ đồ đó các em, giờ mình sẽ làm bài thôi. Ok. Giờ đầu tiên các em gọi x là gì? Là số xe ban đầu của đội. À, ban đầu hay là dự định cũng được nha. Đó. Vậy thì mình giải cái rồi câu A ha, à, một câu chứ đúng không? Đầu tiên gọi x là số xe lúc đầu, ban đầu và x chắc ăn số xe phải thuộc nguyên dương các em, và phải lớn hơn mấy các em? X phải lớn hơn mấy các em? Phải lớn hơn 2, tại vì em điều đi 2 chiếc mà các em. Có phải không? Em điều đi 2 chiếc phải lớn hơn 2 rồi, đúng chưa? Đó. Khi em điều đi 2 chiếc thì chắc ăn nó phải lớn hơn 2, đúng chưa? Rồi xịt cái này qua đây một chút xíu cho em biết nè ha. Ok. Rồi số xe lúc sau là gì? X trừ 2. Đó. Là số xe. Đó. Lúc sau. À, hay có nhiều em là dự định rồi thực tế cũng được nha. À, rồi ok, vậy thì đại lượng chưa biểu diễn là gì các em? Là năng suất nha. Năng suất là lúc này có nghĩa là gì? Mình nói là mỗi xe lúc đầu chở được, đó chính là năng suất đó nha. Vậy thì số hàng này mỗi xe lúc đầu chở được, lúc đầu chở được chính là năng suất các em. Nè, rất đơn giản, năng suất thì bằng sản lượng chia thời gian, mà thời gian đây chính là số xe nha. Vậy thì các em lấy 112 trên x tấn nha. Sau đó mình nói là mỗi xe lúc sau chở được này, chở được là 112 trên gì? X trừ đi 2. Đó. Rồi sau đó mình nói là theo đề ta có phương trình. Đó. Giống như các em á, các em quên mấy bài này em có thể phân tích nó rất đơn giản, giống như là mà mình làm tiệc sinh nhật á. Đó. Mình làm mình dự định mời 10 người bạn đến. Đó. Nhưng mà chẳng may có 2 người bạn bị ốm nên có 8 người đến tới tới thôi, đúng không? Mình làm tiệc vẫn như vậy, đúng không? 8 người đến thì chắc ăn 8 người đó sẽ dùng nhiều hơn, đúng không? Nó là như vậy đó ha. Còn thí dụ khi em mời 10 người bạn tới, nhưng mà trong khi đi mấy bạn kia rủ một số bạn đi theo nữa, rồi ra 15 người chẳng hạn. Vì thế so cái tiệc lúc em chuẩn bị ban đầu thì mỗi người đến sẽ dùng được ít hơn, sẽ ăn được ít hơn. Đó là như vậy thôi, rất đơn giản nha. Vậy xe hàng cũng vậy thôi nha. Rồi ok, vậy theo đề ta có phương trình là gì? Đó, phương trình này kia em, mỗi xe lúc sau chở nhiều hơn, vậy thì lấy là mỗi 112 trên x trừ 2 trừ đi 112 trên x nhiều hơn 1 tấn thì bằng 1. Rồi tới đây các em quy đồng khử mẫu nha. Đây là mẫu thức chung của nó là gì? Là x nhân x trừ 2, đúng không? Rồi mình quy đồng khử mẫu nè. Có rất nhiều em á, yếu á, chương trình nó 8 yếu, tới đây không quy đồng khử mẫu được thì phải để nghe tôi làm nha. Tôi làm phép chia rất là nhanh. Cầm này nè, chia cho này nè. Còn x đúng không? Nhân lên là 112x. Rồi trừ. Lấy cái mẫu này nè, chia cho mẫu này nè, mất x đi nè. Còn x trừ 2 nhân lên trừ cho 112 nhân cho x trừ 2 bằng. Rồi nhưng cái mẫu này nè, chia giữa này hiểu là số 1 nè, thì còn 9 nó nhân lên mà nhân cho 1 thì khỏi cần ghi số 1 nha. Đó.
Sau đó các em nhân vô 112x trừ cho 112x. Rồi 112 nhân 2 âm nhân âm ra dương nha các em, 224. Nhân vô chuyển qua vế luôn là trừ x bình phương cộng 2x luôn nha các em, bằng 0. Đúng không? Nè, dương x bình phương thì tôi chuyển qua đây là âm. Rồi âm 2x tôi chuyển qua bên này là gì? Dương 2x. Rồi sau đó các em rút gọn đi, tạo thành một cái phương trình bậc 2. Rồi, trừ x bình phương viết lại là các em. Trừ 112, 112 trừ 112 hết, đúng không? Còn cộng 2x các em viết lại. Và cuối cùng là cộng 224 bằng 0, được không? Rồi sau đó các em rút máy tính ra, em bấm nghiệm cho tôi. 1 bằng x2 bằng. Rút máy tính ra. Rồi, menu 92 phải không? Đó, giải phương trình bậc 2 đó đã làm trên máy tính rồi các em phải tự làm ha. Đó. Rồi nhập vô e là âm 1 nè, b là 2, c là bằng 224 ha. Các em đáp số bằng 16. Ồ, nguyên là thế êm rồi đó ha. Âm 14. Ok, cái này loại nè. Nhận. Kết luận được trước các em. Vậy số xe lúc ban đầu là bao nhiêu trước các em? Là 16 xe. Đó. Mà không đa nguyên thì chắc anh mình biết mình sai rồi nha các em. Rồi các em trình bày vô. À, rồi các em quan sát vô bài số 2 tôi sẽ hướng dẫn nha. Rồi. À, tiếp tục nè, một đội xe vận tải được phân công chở 144 tấn hàng. Đó, em quan sát hàng. Nó giống như bài số 1 thôi. Đó, 144 tấn hàng, đúng chưa? Rồi, à, khi trước giờ khởi hành có hai xe đi làm nhiệm vụ khác, đây hai xe đi làm nhiệm vụ khác. Vậy thì số xe khi đi chở hàng á nó sẽ giảm đi hai chiếc, đúng không? Mà số xe giảm đi hai chiếc so với lúc đầu thì chắc ăn mỗi xe ở lại phải làm nhiều hơn, đúng không? Phải chở nhiều hơn, đúng không? Làm nhiệm vụ khác nên mỗi xe còn lại phải chở thêm 1 tấn. Đây phải chở thêm 1 tấn. Đó, cái đề này đề này đề số 2 nha. Đó, còn đề số 1, hai cái đề giống nhau luôn các em nha. Tôi chỉ thay đơn vị số chút xíu rồi. Tính số xe ban đầu của đội, tính số xe ban đầu nha, ban đầu. Đó, ban đầu ha. Vậy thì muốn làm bài tập này các em. Cái dạng này bài tập này liên quan đến năng suất, sản lượng và thời gian. Thì các em cứ lập cái sơ đồ này ra các em này. Em cứ lập cái sơ đồ ra cho dễ nhìn nha. Đầu tiên em viết là sản lượng nè, năng suất nè, còn đây chính là em hiểu đây là thời gian nha. Đó, thời gian. Tí tôi nói thời gian, sau này các em có bài tập liên quan thời gian luôn. Nó không có số xe nữa mà ghi nè, thời gian nha. Nhưng mà tôi ghi chung như vậy cho em dễ hiểu. Rồi. Và ở đây nè, dự định đối với bài toán này chính là ban đầu nha, cái này còn gọi là ban đầu. Đó. Còn thực tế là lúc nó khởi hành nó đi các em. Rồi. Vậy thì muốn làm bài tập này các em nhớ đến công thức này cho tôi, thuộc lòng công thức nha. Sản lượng thì luôn luôn bằng năng suất nhân cho thời gian, đúng không? Năng suất nhân thời gian. Còn ở đây cái bài tập này nè, sản lượng á là số tấn hàng chở được á thì bằng năng suất của mỗi xe đó, nhân cho số xe. Em nhớ kỹ nha, đó, bao nhiêu xe và mỗi xe chở bao nhiêu tấn, vậy thì nhân lại thì ra tổng sản lượng là số tấn hàng của nguyên cái đội xe đã chở nha các em. Vậy thì ở đây em quan sát nè, giờ trước tiên tôi tóm tắt cho các em coi ha, để cho gì? Một đội xe tải chở 114 tấn hàng là dự định lúc đầu là 114. Rồi, à, thực tế nó vẫn chở 114 luôn các em, nó không thay đổi. Và sau này các em nhớ này, có dạng bài tập nè. Sau này có thể giao thêm tấn, bao nhiêu tấn nữa thì mình cộng vô đó các em. À, giao thêm bao nhiêu tấn hoặc làm bớt đi bao nhiêu tấn thì mình trừ đi nha. Rồi, tiếp tục người ta yêu cầu tính số xe đúng không? Tính số xe ban đầu các em gọi là x các em. Lúc đầu mình gọi là x đúng không? Rồi, số xe lúc sau nè, các em số xe lúc sau nè. Số xe lúc sau làm sao đây? À, trước giờ khởi hành có hai xe đi làm nhiệm vụ khác. Đây, hai xe đi làm nhiệm vụ khác. Vậy thì thực tế khi chở hàng á thì số xe giảm đi hai chiếc, vậy là x trừ 2. À, trừ đi hai chiếc. Trời ơi, đúng không? Đó, các em nếu bài tập khó quá các em tôi chỉ cho cách nghĩ thôi. À, có nhiều cách để suy nghĩ ha. Giống như là các em đi lao động. Lớp mình dự định lao động đúng không? 30 em đi. Em nào cũng đi và em nào làm cũng công việc giống như nhau, bằng nhau thì bình thường rồi, đúng không? Vậy thì lúc này có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là gì? 30 em đi lao động nhưng mà đến có khoảng 20 em à. Trời ơi, cái 10 em đó ở nhà đó, cái công việc cuối cùng phải dồn lại cho 20 em thì 20 em lúc sau chắc anh phải làm công việc nhiều hơn, đúng không? Còn cái trường hợp mà 30 em dự định 30 em á mà đến nhiều hơn chắc giờ hợp đó khó với đối quốc em, đúng không? Đó,
Và có thể trường hợp nếu chẳng hạn như lớp bạn khác, ví dụ là dự định 30 em đúng không, lớp em đi đầy đủ 30 em luôn, và cái lớp kia nó rảnh rỗi nó qua tiếp mình chẳng hạn, đó thì chắc ăn là mình sẽ làm công việc mình sẽ làm ít đi hơn, đúng chưa? Vậy thì ở đây đại lượng chưa biểu diễn là năng suất. Vậy từ cái công thức này các em sẽ biểu diễn năng suất bằng cái gì? Từ đây các em suy ra năng suất chuyển vé qua bằng sản lượng chia cho thời gian, mà ở đây chính là số xe các em hiểu không? Đó, đây là nhân thì mấy đứa chuyển qua đây là chia. Vậy thì năng suất mỗi xe là lúc đầu sẽ chở được bao nhiêu đây? Đấy, sản lượng là 114 các em. Sản lượng là 114. Chia cho số xe là x. Thấy chưa? Rồi, thực tế là gì cũng vậy, lấy sản lượng chia cho năng nhân cho số xe là ra năng suất. Đó, thực tế mỗi xe phải chở như vậy, 114 trên x trừ 2. Em điều đi xe đi mà. Đó, thì mỗi em sau là chắc anh phải chở nhiều hơn lúc đầu rồi. Vì thế mình sẽ lập phương trình nào? Mỗi xe còn lại phải chở thêm 1 tấn nữa. Có nghĩa là mỗi năng suất của mỗi xe, đây là năng suất của mỗi xe này. Mỗi xe lúc sau nè, đây là 114 chia cho x trừ 2 nè, chở nhiều hơn lúc đầu nè, 1 tấn. Sao biết? Thằng này chở nhiều hơn thằng này 1 tấn thì lấy thằng này chưa đi chứ nào nữa, đúng không? Lấy từ đây mình sẽ lập được phương trình là gì? Phương trình là gì? Các em suy được phương trình của nó chính là gì? 114 trên x trừ 2 trừ đi 114 trên x bằng 1 tấn. Đây, em giải phương trình này là xong bài toán. Ok, bài toán nha các em. Vậy thì ở đây các em đã có một cái sơ đồ rồi. Rồi các em vẽ cái sơ đồ vô rồi làm cho tôi nha. Đó, chứ còn tôi không có vẽ sơ đồ, tôi nói dạng dạng chung chung cho các em thì các em hơi khó làm á ha. Còn sau này em có kinh nghiệm rồi các em làm riết nó quen các em. Nó tự động công thức sản lượng bằng năng suất nhân thời gian, hay là sản lượng thì bằng năng suất nhân cho số xe chẳng hạn. Đó. Và sau này các bài tập có thể tính cả tính thời gian các em. Đó, thời gian thì lúc này bằng sản lượng chia cho năng suất các em. Và phải nhớ công thức này thuộc lòng vô cho tôi nha, sản lượng bằng năng suất nhân thời gian. Vậy thì mình sẽ hoàn chỉnh bài số 2 tương tự bài số 1 nha. Vậy thì đầu tiên các em giải đi ha. Đầu tiên em gọi trước. Rồi, em gọi là gì? À, gọi x là số xe ban đầu nha. Gọi x là số xe ban đầu. Hay nào dự định nữa các em nha. À, chắc anh là phải x thì thuộc nguyên dương các em nha, và x phải lớn hơn mấy các em? Lớn hơn 2. Vì sao biết lớn hơn 2? Tại vì nó đều đi 2 chiếc mà, trước khi khởi hành 2 xe đi làm nhiệm vụ khác, vậy thì chắc anh nó phải nhiều hơn 2 chiếc đúng không? Nếu như em có 2 chiếc mà em điều đi hết 2 chiếc sao nó chở hàng được em, hết xe chở luôn các em, làm sao chở được hàng đúng không? X phải lớn hơn 2 và số xe phải luôn luôn là phải nguyên dương đúng không? Em nào mà tính lẻ ra mình biết, tự động mình biết mình làm sai chết 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 rồi nha. Vậy thì số xe lúc thực tế nè, ban đầu nha, hay là số xe lúc sau, em nói là thực tế cũng được đó, nha. Vậy thì số xe lúc sau là gì? X trừ 2 là số xe lúc sau cũng nha. Đó. Lúc sau hay là thực tế cũng được, ban đầu hay dự định cũng được nha. Đó. Rồi, nhưng mà cố gắng làm bám sát theo cái lời của cái đề cho nó hay nha. Rồi, vậy thì đại lượng chưa biểu diễn là gì? Có sản lượng, có số xe. Đại lượng chưa biểu diễn là năng suất mỗi xe, hay là mỗi xe lúc đầu chở được là bao nhiêu? Vậy xuống hàng các em trình bày ý cho nè. Mỗi xe lúc đầu chở được là, đó, mỗi xe lúc đầu chở nha, mỗi xe lúc đầu chở là nào bao nhiêu các em? Thôi mấy đứa ơi, mấy đứa coi này cái đề nha. À, đề của tôi sao trong mắt tôi nhìn 144 ra 114 đấy ha. Không sao hết nha, mấy đứa chỉ sửa chút xíu cái này thôi nè, sửa lại cái chỗ này tôi tóm tắt đây thôi, 144 thì trăm thành 114 thôi nha. Đó, sửa chỗ này chút xíu đi, rồi 144 nè, được không? Đó, không sao hết nha, bản chất làm vẫn đúng mà đúng không? 144, 144 đúng chưa? Rồi mình chỉnh chỗ này chút xíu đi các em, 144 ha. Rồi, ok, 144 nè, trở lại nha các em. Rồi, ok, cái này là 144 trên x đúng không? Rồi, sửa chút xíu thôi các em. Rồi, 144 trên x trừ 2 đúng không?
Vậy thì mình chỉnh dưới này luôn ha. Xài cái nó chạy mất tiêu, chạy lung tung hết rồi. Rồi mình bỏ này luôn ha. Rồi ok. Đó. Vì thế đọc kỹ đề nha em. Sao tôi nhìn thấy 114 hay 114 ấy không biết. Rồi, vậy xem mỗi xe lúc đầu chở nào. Rồi mình thay cho ha. 144 trên x tấn. Rồi sau đó mấy em nói mỗi xe lúc sau chở nha. Lúc sau chở là 144 trên x trừ 2 tấn hàng. Rồi tới đây là theo đề ta có phương trình các em nha. Mỗi xe lúc sau chở nhiều hơn lúc đầu đúng không? Vậy thì lấy năng mỗi xe lúc sau là số tấn hàng mỗi xe lúc sau chở nhiều hơn đầu. Vậy là lấy lúc sau trừ đầu đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ lập được phương trình là gì? Phương trình của nó chính là gì các em? Là 144 trên x trừ đi 2 trừ đi số tấn hàng mỗi xe lúc đầu chở được đó, nó chở chở lúc sau chở nhiều hơn đó, chỉ nhiều hơn 1 tấn thì bằng 1. Rồi tới đây các em quy đồng khử mẫu nha. Từ đây quy đồng khử mẫu, ai chưa biết thì nhìn vô đây, ai chưa quy đồng được thì nhìn vô dùng tôi cái ha. Cách quy đồng như vậy cho nó nhanh nè, em cầm cái mẫu này nè, em chia cho mẫu này được bao nhiêu nhân nguyên tử nha, cầm mẫu này chia mẫu này, ok, mất x trừ 2 còn x nhân lên là 144 x trừ, lấy mẫu này chia mẫu này đúng không, mất x đi còn x trừ 2 nhân lên, vậy là trừ 144 nhân cho x trừ 2 bằng. Rồi nguyên cái cục này nè, chia dưới này hiểu là số 1 nha. Nguyên cục này chia 1 còn chính nó nhân lên. Vậy còn nguyên cái cục này nhân cho 1, mà nhân cho 1 thì ghi số 1 làm gì? Đúng không? Rồi, mấy đứa nhân cho. Nha. Tương đương. Nhân cho âm 144 x nhân cho dương 288. Chuyển qua trừ x bình phương cộng 2x, chuyển vế đổi dấu luôn nha các em. Tôi nhân vô là x bình phương cộng x bình phương nó chuyển qua bên này là trừ x bình. Nhân vô là trừ 2x chuyển qua là cộng 2x. Rồi tương đương. Các em rút gọn đi. Trừ x bình phương không có nào viết lại, không nào đồng dạng nó, hai này trừ nhau hết. Còn 2x viết lại. Cộng 2x cộng 288 bằng 0 các em. Rồi các em rút máy tính em giải. X1 bằng X2 bằng. Mà em giải ra mà không ra nguyên rồi em biết em làm tào lao rồi đó nha. Rồi em bấm gì, menu chính, giải phương trình là số 2, phương trình bậc 2 là 2, đánh vô âm 1 nè, 2 nè, 288 nè, em bấm bằng ra nè, x bằng 18, rồi hồi ôi số nguyên quá êm rồi, 18 xe, này âm 16 nè, âm 16 thì đâu khỏi giá trị của đề bài, mình loại đi, này nhận vô, được chưa? Rồi các em kết luận được chưa? Vậy số xe lúc đầu là 18 xe. Các em hiểu không? Đó, rất là đơn giản đúng không? Rồi, các em trình bày vào nha. Rồi, các em quan sát bài số 3. Bài số 3 cũng tương tự vậy các em nha. Trước tiên tôi tóm tắt đề cho các em đọc đề nè ha. Theo kế hoạch đúng không? Theo kế hoạch một đội sao các em? Một xưởng may phải may 360 bộ quần áo. Đây, đây là sản lượng nha, sản lượng may được đó. 360 bộ quần áo trong một thời gian quy định đúng không? Đến khi thực hiện đây, lúc này có xảy ra hai trường hợp liền ạ, đúng không? Đó. Mỗi ngày xưởng may nhiều hơn 4 bộ. Wow. Vậy có nghĩa là năng suất nha, năng suất thực tế đó, nhiều hơn dự định 4 bộ à, bình thường là ít bộ đi, lúc sau là nhiều hơn là ít cộng 4 chẳng hạn đó, đó thực tế mà nhiều hơn 4 bộ quần áo à, so với bộ quần áo phải may trong một thời gian kế hoạch, trong thời gian kế hoạch đây là kế hoạch à, hay còn gọi là dự định nha đó, hay dự định kế hoạch là giống nhau, vì thế xưởng đã hoàn thành trước một ngày có nghĩa là thời gian thực tế nó làm ít hơn dự định nghe hay là kế hoạch một ngày, vì thế xưởng đã hoàn thành trước kế hoạch một ngày à, hỏi theo kế hoạch mỗi ngày nha xưởng phải may bao nhiêu bộ quần áo, mỗi ngày phải may bao nhiêu bộ quần áo nha, vậy có nghĩa là tìm năng suất mỗi ngày đó à, nha à, năng suất mỗi ngày theo kế hoạch đấy nha, hay còn gọi là dự định đó. Vậy thì các em thấy cái khung ở dưới tôi soạn sẵn cho các em chưa, để sẵn cho các em chưa, đây đây là dự định hay còn gọi là kế hoạch nha, nó giống nhau nha các em đó.
À, mình vẽ cái sơ đồ tổng tổng quát là cho dễ nhìn thôi. Rồi vậy thì giờ mình sẽ tóm tắt là sản lượng nè, sản lượng theo kế hoạch là phải may bao nhiêu bộ, là 360 bộ rồi, nhưng mà làm vòng vòng á cũng vẫn là thực tế vẫn là 360 bộ luôn đó, sản lượng vẫn là 360 độ luôn. Nhưng mà ở đây là người ta yêu cầu là gì, thời gian đúng không, thời gian hỏi theo kế hoạch mỗi ngày xưởng phải may bao nhiêu bộ quần áo đúng không, xưởng phải may bao nhiêu bộ quần áo, vậy là năng suất à, năng suất theo kế hoạch là lúc đầu mình sẽ gọi là ít các em đúng không, là mỗi ngày đó may được ít bộ đúng không, nhưng mà thực tế các em nhìn thực tế là mỗi ngày may nhiều hơn 4 bộ các em, may nhiều hơn 4 bộ, vậy thực tế là ít cộng 4 các em, trời ơi thực tế là ít cộng 4 các em hiểu không, mỗi ngày may được nhiều hơn 4 bộ đấy cộng 4. Vậy còn đại lượng trong đây, đại lượng chưa biểu diễn là gì các em, đại lượng chưa biểu diễn là thời gian mà mình học rồi, sản lượng thì bằng năng suất nhân cho thời gian. Vậy từ đây các em suy ra là gì, thời gian bằng cái gì, bằng sản lượng chia cho năng suất, em hiểu không, thì nhân chuyển qua đây là chia thôi các em đúng chưa. Vậy thì thời gian may dự định thì bằng cái gì, thời gian may dự định bằng cái gì, đó bằng sản lượng chia năng suất, đây sản lượng chia năng suất, đây lấy 360 trên x các em vậy thời gian may thực tế là gì, cũng bằng sản lượng chia thời gian luôn, 360 trên x cộng 4 đó. Vậy thì cái ý cuối cùng chốt để bài toán này, đã hoàn thành trước kế hoạch một ngày, vậy có nghĩa là thời gian thực tế, đây là thời gian thực tế nè đó, làm ít hơn thời gian dự định một ngày. Vậy thời gian dự định làm sao, theo kế hoạch đó, hay còn gọi là dự định đó, làm nhiều hơn đây, theo kế hoạch nè, làm nhiều hơn thực tế một ngày. Vậy làm sao biết làm nhiều hơn, thì lúc này rất là đơn giản, lấy thời gian thực tế là 360 trên x trừ đi thời gian theo kế hoạch 360 trên x cộng 4 bằng một ngày em, đúng chưa. Khi em lập sơ đồ xong rồi, giờ em biện luận lời vô nó cực kỳ đơn giản thôi, được chưa. Vậy thì giờ tôi sẽ trình bày hoàn chỉnh lại cho các em nha, rồi các em vẽ cái sơ đồ em viết vô cho nó quen nha, sau này em cứ nhìn sơ đồ em giải cho nó khỏe nha. Vậy thì đầu tiên các em, rồi tôi giải nè, đầu tiên các em gọi đi, gọi x là gì, khen gọi x là gì, người ta hỏi gì gọi đó nha. Vì thế hỏi theo kế hoạch mỗi ngày xưởng may bao nhiêu bộ quần áo, vậy gọi x là số bộ quần áo mỗi ngày, mỗi ngày may theo kế hoạch các em, may theo kế hoạch các em đó. Và nhớ là x phải thuộc nguyên dương nha các em, z cộng đúng không đó. Rồi vậy thì thực tế là gì, x cộng 4, các em gọi x là cộng 4, x cộng 4 là số bộ quần áo nha các em, may mỗi ngày thực tế nha, mỗi ngày thực tế nha các em. Lời ra là tới đây các em là thời gian may theo kế hoạch nha, là nhiêu các em, là 1 360 trên x đúng không, là ngày chưa? May thực tế là sản lượng là 360 trên x cộng 4 nha, đây cái này là ngày nha các em, đơn vị là ngày nha, may theo ngày, tính theo ngày nha các em, ghi chữ ngày vô. Rồi lúc này mấy đứa xuống này, theo đề ta có phương trình thôi nha, đó theo đề ta có phương trình nha, theo đề ta có phương trình rồi, em giải phương trình này ra thôi là xong rồi các em. Rồi vậy thì là nhiêu đây, thời gian thực tế mày vẫn ít hơn dự định đúng không, vậy thì là 360 trên x trừ đi 360 trên x cộng 4 đúng không, lấy thời gian may lâu hơn là kế hoạch trừ đi thời gian may nhanh hơn là thực tế, mà nó hơn nhau một một ngày đó ha,
À, hoàn thành trước kế hoạch một ngày. Rồi tới đây các em quy đồng cửa mẫu thôi. Mẫu thức chung của nó chính là x nhân x cộng 4 các em. Rồi mình quy đồng cửa mẫu nha. Rồi, ok. Rồi em quy đồng cửa mẫu đi. Được chưa? Rồi. Vậy thì lấy mẫu chung. Lấy mẫu này các em, chia mẫu này các em. Còn x cộng 4 nhân lên nha. Vậy thì lấy là 360 nhân cho x cộng 4 trừ đi 360 nhân gì, nhân x à, đúng không? Cầm này chia này mất x cộng 4 đi, còn x nhân lên đúng không, x nhân đây. Rồi cầm cái này nè chia dưới một nè, còn chính nó nhân lên, chính nó nhân một thì bằng chính nó viết nó lại thôi, đừng nhân một lại vô như nghe, đừng viết số 1 vô nó ghê lắm. Nhân vô cái em 360 x nhân vô nè, này không nè, 4 4 x 6 24 nhớ 2 nè, 12 nè, 144 đúng không? Rồi trừ 360 x. Rồi mình nhân vô là cộng x bình phương, mình chuyển vế qua bên này luôn là trừ x bình, đúng không? Nhân vô là cộng 4x, chuyển qua là trừ 4x bằng 0. Rồi sau đó các em thu gọn đi nha, trừ x bình phương viết lại là các em 360 trừ 360 hết. Vậy còn trừ 4x viết lại, cộng cho 1440. Rồi các em rút máy tính ra, em bấm hai nghiệm này cho tôi. X1 bằng, X2 bằng. Rồi em qua máy nè ha, menu chính đúng không, hai hai đúng không, rồi nhập vô là âm 1 đúng không, đầu tiên a là âm 1, b là âm 1 âm 4 đúng không, c là 1440, ấn bằng ra ra 36. Wow, nó ra lẻ một cái thì mình biết mình tiêu rồi đấy mấy đứa. Âm 40 chắc ăn là mình loại đi các em nha. Nhận kết luận vậy. Rồi vậy là số bộ quần áo may theo kế hoạch này, quần áo mỗi ngày nha các em may được là 36 bộ nha. Đó, như vậy mới đúng được nha các em nha. Rồi các em trình bày vào. Rồi các em quan sát yêu câu số 4 nha. Cùng giống nhau các em, đề này của Lâm Đồng năm 2019-20 nha. Trong lễ phát động phong trào trồng cây nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ ha. Lớp 9A được gieo 360 cây. Đó, giống như xe chở hàng ấy em. Đó, 360 cây. Khi thực hiện có 40 bạn bị điều đi nơi khác. Rồi, nghe 40 bạn điều nơi khác ha. Đây này, không đi đây. Đó, nên mỗi em còn lại phải trồng thêm một cây so với dự định. Thì đúng rồi, khi em số học sinh đến ít hơn dự định thì chắc anh mỗi em còn lại thì chắc anh phải trồng nhiều hơn đúng không? Đó rồi, nên mỗi em còn lại phải trồng thêm một cây nữa đúng rồi. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh đúng không? Ở đây tôi viết cái sơ đồ sẵn cho các em nè. Đây là dự định nè, thực tế nè, sản lượng nè, bằng năng suất nhân thời gian là, thời gian là chính là số học sinh đúng không? Vậy thì số cây trồng ấy, hay còn gọi là sản lượng, thì bằng năng suất là mỗi em trồng nhân cho số học sinh. Đó, số học sinh thì lập tức ra số cây đã trồng. Em hiểu ý tôi nói không? Vậy thì giờ mình sẽ lập sơ đồ này cho em nha. Sản lượng là bao nhiêu đây? Sản lượng là phải trồng được là 360 cây. Thực tế cũng vẫn là 360 cây luôn, không giao thêm cây nữa thì không cộng vào nha. Rồi năng suất nè, người ta yêu cầu hỏi đến số học sinh đúng không? Số học sinh mình đặt ít đấy, dự định lúc đầu là ít đúng không, lúc sau bốn bạn điều đi nơi khác, vậy là x trừ 4. Vậy thì còn năng suất mà em học rồi, sản lượng luôn luôn bằng năng suất nhân cho thời gian, thời gian chính là học sinh nữa các em. Vậy thì ở đây suy ra năng suất mỗi em thì bằng cái gì? Bằng sản lượng chia cho số học sinh đúng không? Vậy bằng sản lượng chia cho học sinh, sản lượng là nhiêu? Là 300. Đó, dự định nè, sản lượng dự định mỗi em trồng nè, đó là năng suất mỗi em trồng đó, 360 trên x. Rồi thực tế là 360 trên x trừ 4. Vì thế nè, mỗi em lúc sau á trồng nhiều hơn, đây là năng suất nào mỗi em nè, đây là năng suất mỗi em nè, trồng nhiều hơn lúc đầu đó, một một cây. Vậy thì lúc này em sẽ suy ra được phương trình là gì em? Là 360 trên x trừ 4 trừ 360 trên x bằng 1. Ok, em giải phương trình này là xong. Các em hiểu ý thầy nói không? Đơn giản mà đúng không? Đó, rồi giờ mình trình bày hoàn chỉnh nữa nha. Rồi các em gọi đi. Đầu tiên, dạ nè.
Đầu tiên các em gọi đi các em. Gọi x là số học sinh 9A nha, học sinh 9A nha. À, rồi, à, x gì? X trừ 4 là x là số học sinh 9A lúc sau hay là còn gọi thực tế đó. À, em hiểu đây là dự định chính là lúc đầu. À, lúc đầu là đó. Còn thực tế là chính là lúc gì em? Thực tế chính là lúc sau. À, nha. Vậy thì x gì em? X trừ đi 4 là số học sinh 9A lúc sau cái nói vậy cho nó dễ nè. Rồi điều kiện là x phải thuộc nguyên dương và x phải lớn hơn 4. Em hiểu ý tôi nói không? À, tại vì khi 4 em được điều đi thì lớp chắc chắn phải lớn hơn 4 rồi và số sinh luôn nguyên dương. Vậy ở trong đây đại lượng chưa biểu diễn là năng suất. Năng suất ở đây chính là gì? Là mỗi học sinh 9A nha. À, lúc đầu mỗi học sinh 9A chồng nè đó, rồi mỗi học sinh lớp 9A lúc sau chồng nè đó, lúc đầu hay lúc sau cũng được nha. Rồi xuống hàng các em, mỗi học sinh 9A nha, lúc đầu chồng à, đầu chồng được này được, lấy sản lượng. Sản lượng là 360 chia cho gì? Là số học sinh là x. Nè, cây nha các em. Rồi, tiếp tục. Mỗi học sinh 9A lúc sau chồng được là 360 trên x trừ cho 4 cây các em. Rồi sau đó các em nói nè, theo đề ta có phương trình các em. Phương trình. Rồi vậy thì là 360 trên x trừ cho 4. Đúng không? Mỗi em lúc sau đó chồng nhiều hơn lúc đầu là 360 số cái cây lúc sau chồng là mỗi em là nhiều hơn một cây là cộng 1 là bằng 1, đúng không? Rồi tới đây các em quy đồng khử mẫu nha. Mẫu thức chung của nó là gì các em? Mẫu thức chung quá nó đơn giản, x nhân x trừ 4 đúng không? Đó. Rồi. Cái bên này tôi xóa đi ha. Đó, cho em gọi lẫn lộn, chép lộn vô nó nguy hiểm á. Rồi, ok. Vậy thì mình quy đồng khử mẫu nha. Cầm mẫu này nè, chia này, mất x trừ 4 đi, còn x nhân lên. 360 nhân x trừ 360 nhân x trừ 4 bằng gì các em? Bằng x nhân x trừ 4 nha. Rồi, tới đây tương đương 360 x trừ cho 360 x à, cộng cho 1440 chuyển quế qua trừ x bình phương cộng 4 x các em bằng 0 ha. Rồi tới đây rút gọn đi các em, tôi nhân vô tôi chuyển vế luôn nhé các em nha, rút gọn đi còn trừ x bình phương cộng 4 x à, cộng cho 1440 bằng 0, rút máy tính bấm nghiệm ra cho tôi. X1 bằng X2 bằng. Đúng không? 360 trừ 360 mất rồi. Đúng không? Vẫn còn phương trình bậc 2 đây các em. À, bấm luôn nha. À, ok. E của nó là bằng âm 1 nhập vô nào. B của nó là 4 các em. C của nó vẫn là 1440 luôn các em. Ô hồ ra 40 và âm 36. À, 40 âm 36. Âm 36 các em loại đi. Nhận. Rồi kết luận. Vậy số học sinh nha. Số học sinh 9A là 40 học sinh các em. Đó vậy thôi. Em hiểu không? Đó, đơn giản mà. Rồi các em trình bày vào. À, các em quan sát đến câu số 5. À, câu số 5 cũng là liên quan đến dạng bài này nhưng dài hơn nhiều các em. Nha, đề này của gặp con ngãi phải không? Khá là hay. À, gà nhiều lắm nha các em, nếu mà em học tốt bốn câu kia mà các em không tư duy cao á, không tư duy lên tí nữa thì không thể làm bài đẹp tập này luôn, chứ không phải đơn giản nha. Giờ trước tiên tôi đọc tóm tắt bài này chút xíu cho các em này. À, đề cho là gì? Một công nhân đặt
đội công nhân nha, đạt kế hoạch sản sản xuất là phải là 250 sản phẩm. Đây, 250 sản phẩm trong 4 ngày đầu tiên. Tự nhiên trong 4 ngày đầu tiên, cái này càng nhà mới được. Họ thực hiện đúng kế hoạch, có nghĩa là người ta giao làm sao là ta làm đúng như vậy. Đó, 4 ngày đầu tiên làm đúng kế hoạch, không sai gì hết. Nhưng mà mỗi ngày sau đó, có nghĩa là bước sang ngày thứ năm trở đi, đó, mỗi ngày sau đó người đã tăng, mỗi ngày sau đó, đó, mỗi ngày sau đó này, đó, họ đều vượt mức 5 sản phẩm. Đó, vậy này, năng suất nó sẽ tăng lên 5 sản phẩm, nên đã hoàn thành công việc sớm hơn, lại hoàn thành sớm hơn nữa, thì tăng năng suất lên thì chắc ăn này, thời gian sẽ hoàn thành sớm hơn. Đó, giống như là bình thường mình làm 100% đúng không, giờ mình sẽ làm 120%. Đó, giống như có thể người ta tăng ca lên chẳng hạn. Đó, sớm hơn một ngày, sớm hơn một ngày so với dự định. Đó, hỏi theo kế hoạch mỗi ngày đội công nhân đó làm được bao nhiêu nhiêu sản phẩm. Đó, là năng suất, các em tính năng suất nha. Đó, giờ tôi phân tích bài này, bài này rất là chua nha các em, không phải đơn giản nha các em. Rồi, vậy thì các em quan sát này, rồi tôi tóm tắt phần từng phần cho các em nha. Rồi, các em quan sát nha. Rồi, các em quan sát này. Rồi. Mỗi đội công nhân đạt kế hoạch sản xuất là 250 sản phẩm, tôi điền 250 nha. 250 sản phẩm này, đây là sản lượng 250. Đó. Thực tế người ta vẫn 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 phải làm 250 sản phẩm luôn các em. Đó, nhưng mà ở đây tí tôi sẽ nói thực tế là nó sẽ ngắt ra. Thực tế ở trong đây là lúc này sẽ ngắt ra. Tổng tổng sản phẩm thì chắc anh phải là 250 sản phẩm rồi. Nhưng mà trong 4 ngày đầu họ thực hiện đúng kế hoạch, đúng kế hoạch cái này với chú chắc này. Sau đó họ vượt mức 5 sản phẩm một ngày ha. Vậy thì tôi sản lượng thực tế tí tôi sẽ nói sau nha. Rồi, ok, người ta yêu cầu nó hỏi theo kế hoạch mỗi ngày đội công nhân nó hoàn thành bao nhiêu sản phẩm. Đó, vậy là tính năng suất các em, tính năng suất nha. Tính năng suất này, dự định là mình sẽ ăn là theo kế hoạch á, hay còn gọi là dự định mình đặt là ít. Đúng không? Đó. Vậy thực tế là các em. Thực tế ở đây nó sẽ chia ra hai phần. Nè, các em thấy tự nhiên tôi vẽ thêm một cái ô sọc này nữa không? Nó ngắt đôi ra nè. Ngắt đôi ra nè. Thực tế nè. Thực tế là 4 ngày đầu các em, thời gian 4 ngày đầu nè, đây nè, thời gian 4 ngày đầu nè. Thời gian 4 ngày đầu nè. Các em, thời gian 4 ngày đầu nè, nó làm theo đúng kế hoạch. Mà em học nè, sản lượng á luôn luôn thì bằng năng suất nhân cho thời gian. Các em hiểu kỹ điều này nha. Vậy thì trong 4 ngày đầu các em, trong 4 ngày đầu người ta làm vẫn đúng theo kế hoạch, vậy thì thực tế của nó vẫn là ít luôn các em, nó không thay đổi gì em. Em nghe nha, nghe nghe kỹ nha, hồi tiếng em không hiểu gì luôn đó nha. Đó, vậy thì ở đây các em khi làm á, 4 ngày đầu tiên là thời gian 4 ngày đầu tiên là các em, 4 ngày đầu tiên ông làm theo đúng kế hoạch luôn, đúng đúng với năng suất lại luôn, thì vậy thì sản lượng nó là cái gì? Sản lượng em học rồi, sản lượng thì bằng năng suất nhân thời gian, vậy thì bằng năng suất nhân thời gian. Vậy thực tế nè, sản phẩm làm trong 4 ngày nó làm được 4 nhân x, đúng chưa? Phải là 4 nhân x không? Vậy còn lại sản phẩm còn lại là nó phải làm còn lại là bao nhiêu? Quy tắc là mình phải làm 250 sản phẩm mà 4 ngày đầu nó làm bằng này sản phẩm này, vậy thì nó còn lại bao nhiêu em? Thì lấy 250 trừ đi 4 in lúc đầu làm đúng đúng theo năng suất nó không thay đổi năng suất, vậy thì lúc này sản phẩm còn lại nè, tôi viết màu khác cho mấy đứa dễ nhìn nha. Sản phẩm còn lại là chính là 250 trừ 4 in, thấy chưa mấy đứa, thấy khác ăn không? Đó. Rồi lúc này năng suất thực tế lúc này nó là từ ngày thứ năm đi, nó tăng mỗi ngày nó tăng lên bao nhiêu sản phẩm? 5 sản phẩm là x cộng 5. Thấy chưa mấy đứa? Hay chưa, hay chưa, hay chưa? Đó, các em vẽ không vẽ sơ đồ đang tư duy cực kỳ đau đầu ha. Vậy thì còn đại lượng chưa biểu diễn là thời gian. Mà thời gian làm thì bằng sản lượng chia cho năng suất. Vậy thì thời gian dự định là bằng cái gì? Bằng sản lượng là 250 trên x. Thời gian thực tế là nhiêu? Thứ nhất là 4 tiếng. Thực tế, xin lỗi, đúng không? 4 ngày chứ, 4 ngày là thực tế nè. Cộng cho số ngày đằng sau làm nè, số ngày thời gian đằng sau làm là gì? Là gì? Sản lượng chia cho năng suất thì ra thời gian. Vậy thì thời gian còn lại là 250 trừ 4x chia cho x cộng 5 các em. Em thấy chưa? Thấy chưa? Thấy 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 hay chưa? Thấy hay chưa các em? Rồi, giờ lúc này tôi sẽ lập phương trình cho mấy đứa nha. Phương trình nè. Vì thế người ta nói là gì?
nên họ hoàn thành trước một ngày. Có nghĩa là thời gian thực tế này, thời gian thực tế nó ở hai chỗ nhé, không phải một chỗ nha. Thời gian thực tế là thứ nhất là 4 ngày làm trước cộng cho thời gian lúc sau nào, nó hoàn thành trước dự định một ngày. Vậy thì em lấy thời gian dự định là 250 trên x trừ đi gì em, thời gian thực tế làm là 4 cộng cho 250 trừ 4 x chia cho x cộng 5 bằng một ngày em thấy em. Ok, giải phương trình này hoàn thành bài tập. Trời ơi, em thấy không? Em thấy không? Em lập sơ đồ không? Em thấy nhức đầu chưa? Oh, bài này hay nha. Tôi đánh giá đề là cho rất là tư duy rất là hay đó. Còn mấy cái em thấy không? Bốn bài trước này nó có một cái khuôn như nhau á ha. Ở cái này biến tấu đi một chút xíu, mình phải tư duy một chút xíu thì với khả năng làm được nha. Vậy thì giờ tôi sẽ làm hoàn chỉnh cho các em này. Vậy thì đầu tiên người ta hỏi gì? Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày đội công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm. Vậy thì gọi x là số sản phẩm mỗi ngày công nhân làm được nha. Vậy các em gọi vô cho tôi. Gọi x. Dạ ha các em. Rồi các em gọi đi. Gọi x là gì em? Là số sản phẩm. Số sản phẩm mỗi ngày. Mỗi ngày công nhân làm được. Theo kế hoạch các em. Điều kiện các em ít phải thuộc nguyên dương rồi đúng không? Đó, ít thuộc Z cộng nha. Hết chỗ luôn rồi mới được. Biết dúng díu vô luôn à. Rồi. Rồi, thực tế là bao nhiêu các em? X cộng 5 là gì? Là số sản phẩm thực tế làm sau 4 ngày nha. Sau 4 ngày nha, nó mới làm như vậy. Còn lúc đầu nó vẫn làm là ít sản phẩm nha, làm theo đúng lời của người ta làm đó, lúc sau làm tăng lên. Vậy thì cái này cẩn thận nha, cái này gọi ngơ ngơ là cũng nguy hiểm lắm nha. X cộng 5 là số sản phẩm. Mỗi ngày. Ngày nha. Mỗi ngày công nhân làm. Thực tế. Sau mấy ngày các em? Sau 4 ngày. Cái này này sau 4 ngày nó mới làm là x cộng 5 nha. Còn bình thường bản chất nó vẫn làm là x nha các em. Trời ơi là trời. Thấy ghê ghê chưa? Thấy ghê chưa? Còn nếu mà em muốn làm nhanh á thì em lấy thời gian làm nhanh luôn, thời gian dự định làm, thời gian thực tế là lập luôn cái đó luôn nha. Vậy ở đây tôi sẽ làm thật là chậm cho mấy đứa dễ hiểu nha. Vậy thì là mình sẽ nói nè, nói ý này đầu tiên là cho mấy đứa nè. Số sản phẩm làm được trong 4 ngày thực tế nè, rồi còn lại là đó. Rồi tôi làm ý thứ hai tiếp theo nha. Số sản phẩm làm thực tế trong 4 ngày này là 4 nhân x đúng không? Đó, sản lượng bằng năng suất nhân thời gian đúng không? Rồi số sản phẩm còn lại sau 4 ngày nha. Số sản phẩm còn lại sau 4 ngày là rất đơn giản đấy, 250 dự định là làm 250 mà làm hết 4 nhân hết rồi, vậy nó còn lại đúng không? Đó, cái này là sản phẩm đây, đơn vị là sản phẩm nha. Đây là sản phẩm. Rồi ok, vậy thì giờ mình sẽ phân tích thời gian làm theo kế hoạch này. Quá trời nó dài đấy nha. Tại vì làm á, làm toán á, làm toán lời á, các em phải biện luận cái lời cho nó chuẩn nha, không thôi sẽ bị trừ điểm nha. Thời gian làm theo kế hoạch là
là gì các em? Thời gian bằng sản lượng chia năng suất 250 trên x ngày. Rồi. Rồi giờ tôi sẽ viết màu khác đi. Thời gian làm thực tế là thứ nhất làm trong 4 ngày. 4 ngày bình thường đó là 4 giờ đó ha. Cộng cho thời gian lúc sau làm là 250 trừ 4x trên cho gì? X cộng 5 các em. Ngày. Em thấy hấp dẫn và thú vị chưa? Trời ơi là trời, thấy chưa? Rồi lúc này ta mới có là theo đề ta có phương trình này. Theo đề ta có phương trình. Thời gian thực tế nó làm vẫn ít hơn, thời gian thực tế là vẫn ít hơn dự định là theo kế hoạch là một ngày. Vậy thì lấy thằng đi lâu là thế kế hoạch là thời trừ thời gian thực tế là bằng 1. Rồi lấy cái gì? 250 trên x trừ mở ngoặc 4 cộng ai đổ dấu luôn thì càng tốt, không sao hết. Nha em. 4x chia cho x cộng 5 các em bằng 1. Hỏi tới đây có nhiều em thấy vậy quy đồng sợ các em. Đừng có sợ. Giờ trước tiên tôi phá ngoặc trước cho các em đơn giản đi ha. Phá ngoặc ra đi để cho các em quy đồng cho dễ. 250 trên x trừ 4 trừ 250 trừ 4x chia cho x cộng 5 các em bằng 1. Rồi tôi quy đồng nha. Mẫu thức chung của nó bên này là gì? X nhân cho x cộng 5 đúng không? Đó. Rồi từ đây suy ra ha. Cầm mẫu này chia cho x, mất x còn x cộng 5 nhân lên 250 nhân x cộng 5 trừ 4 nhân cái gì? Lấy cái cục này chia với này là 1 thì còn nguyên cái cục này nhân lên. Vậy là 4 gì? 4x nhân cho gì? X cộng 5 trừ, rồi nguyên cái cục này chia cho cái này, mất thằng này đi còn x nhân lên, vậy là trừ x mở ngoặc 250 trừ 4x. Rồi cái phương trình này nó cũng dài hết hồ luôn đúng không? Rồi cầm mẫu này chia với này là số 1 thì còn chính nó nhân lên x nhân x cộng 5. Cái phương trình dài quá mới được. Rồi nhân vô ha. 250x nhân 5 vô 525 đúng không? Không. Trừ cho 4x bình phương trừ 20x các em, nhân vô trừ 250x cộng 4x bình phương, nhân vô các em, x nhân x là cộng x bình phương, tôi chuyển qua bên tay trái luôn là trừ x bình phương, nhân vô 5x chuyển qua là trừ 5x bằng 0 luôn. Chuyển lên các em, rút gọn đi các em. Wow, hấp dẫn và thú vị nha. Bộ âm 4x bình phương cộng 4x bình phương hết, còn âm x bình phương viết lại âm x bình phương. Tiếp tục 250x trừ 250x hết, còn âm 20x với âm 5x, vậy là âm 25x đúng không? Rồi còn lại là cộng 1250 các em. Em rút máy tính này bấm giùm tôi coi, mà bấm mà không ra nguyên thì mình coi mình làm sai chỗ nào nha, dấu dung mình làm lung tung á. Rồi bấm nè, menu 922 đúng không? A là âm 1 nè, B là âm 25, C là 1250. Ra nguyên cái gì? Ra nguyên, ra nguyên là êm rồi, 25 bằng cái gọi, âm 50. Âm 50 chắc ăn là loại rồi đúng không? Nhận. Rồi kết luận. Vậy số sản phẩm nha, người ta hỏi gì gọi đó thôi. Vậy số sản phẩm nha, số sản phẩm mỗi ngày làm theo kế hoạch nha, làm theo kế hoạch là bao nhiêu em? Là 25 sản phẩm. Trời ơi, hay không các em? Quá trời nhiều dữ kiện ha. Mình sơ sẩy phân tích, lộn cái nào nó sai liền nha.
Rồi, nếu video hay, các em nhớ đăng ký kênh nha, like share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo về chủ đề ôn tuyển sinh nữa cho các em nha.